Theo báo cáo của CBRE, trong hai quý đầu năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 2.000 căn hộ chào bán mới. Trong đó, quý 1 có khoảng 500 căn, quý 2 có thêm gần 1.200 căn hộ nằm tại khu Đông và khu Nam thành phố. Hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo. Chỉ có hai dự án hoàn toàn mới là The Aurora ở khu Phú Mỹ Hưng và dự án Eaton Park ở quận 2. Chúng tôi nhận thấy rằng là trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đón nhận một vài dự án, đặc biệt là các cái dự án căn hộ mở bán mới và những cái dự án mở bán những cái giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn vào tổng số lượng các cái căn hộ được mở bán mới trong cái nửa đầu năm 2024 thì cái số lượng nó vẫn rất là ít và nó vẫn rất là khan hiếm nếu chúng ta so với những năm trước đó. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai quý đầu năm thì chúng ta đón nhận một cái số lượng căn hộ là 1.500 căn, thì cái số lượng căn hộ này nó có thể nói là chỉ bằng một nửa so với số lượng mà chúng ta có được của những cái năm trước đó. Tất nhiên là chúng ta so với cái thời điểm trước khi Covid thì có số lượng này nó chỉ bằng 1/10 mà thôi. Cũng theo bà Dương Thùy Dung, do nguồn cung căn hộ khan hiếm nên số lượng bán ra không cao. Trong 6 tháng qua có khoảng 1.700 căn hộ được tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta so sánh về khả năng hấp thụ và số lượng căn hộ bán được thì số căn hộ bán ra rất ít so với những năm trước đó và so với tiềm năng thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Về triển vọng giá bán chung cư, CBRE cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ sơ cấp tăng nhẹ khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu một mét vuông. Trong quý 2 năm 2024, hơn 70% nguồn cung mở bán mới nằm ở vị trí gần trung tâm và chào bán với mức giá sơ cấp cao gấp 2 đến 3 lần mức giá trung bình trên thị trường. Tại khu Đông thành phố, một dự án chung cư hạng sang ghi nhận bán hết các căn còn lại trong giai đoạn cuối với giá bình quân 170 triệu đồng một mét vuông trong ngày mở bán. Và một dự án chung cư cao cấp tiệm cận hạng sang mở bán cùng tháng cũng ghi nhận bán được hơn 70% trên số căn mở bán với giá bán bình quân khoảng 130 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và các ưu đãi. Do chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao, dẫn đến hầu hết các sản phẩm đưa ra thị trường chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Phân khúc tầm trung không có nguồn cung dẫn đến khan hiếm. Khách hàng có nhu cầu nhà ở rất lớn nhưng họ không biết mua gì, mua ở đâu và tìm ở đâu để mua với giá hợp lý. Như chúng ta đã biết thì cái nguồn cung sơ cấp ở năm 2024 từ đầu năm tới giờ thì gần như là phân khúc cao cấp và hạng sang. Và chúng ta sẽ thấy là ở cái mức giá dao động từ khoảng 70 đến 80 triệu trên một mét vuông trở lên và tập trung ở khu vực quận 2 và một số cái phân khu ở trong các dự án đại đô thị ở quận 9 và với mức giá rất là cao. Và hiện nay ở cái nhu cầu ở trong cái phân khúc giá tầm trung thì rất là lớn và rất nhiều khách hàng trao đổi với chúng tôi thì họ rất kỳ vọng ở một cái khu vực như là khu vực quận Thủ Đức trước đây thì khách hàng có nhu cầu về cái phân khúc cao cấp và hạng sang rất là lớn. Với đà tăng giá trên thị trường sơ cấp cùng với các dự án điều chỉnh giá bán sơ cấp cao hơn giá chào bán các giai đoạn trước, thị trường giá thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tăng 4% theo quý và 3% theo năm. Các khu vực xa trung tâm ghi nhận tình trạng cắt lỗ thời gian trước cũng ghi nhận giá thứ cấp chào bán tăng 2-3%. Hiện nay ở những cái khu vực mà liền kề các quận trung tâm thì nguồn cung rất là hạn chế, đặc biệt là phân khúc tầm trung. Thì với dự án chúng tôi thì hướng đến là phân khúc tầm trung và chúng tôi đang đưa ra một cái mức giá ở cái khoảng tầm 50 triệu một mét vuông. Thì với cái việc là chúng tôi sẽ đầu tư thêm rất là nhiều tiện ích để phục vụ cho cư dân cũng như là giúp gia tăng trải nghiệm và cái thăng hạng không gian sống cho khách hàng. Theo bà Dương Thùy Dung, trong nửa cuối năm 2024, những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Việt Nam và nỗ lực đưa các luật sửa đổi mới như luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai sớm đi vào hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 sẽ góp phần củng cố tâm lý của các nhà đầu tư và khơi thông các vướng mắc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, các chính sách vẫn luôn có độ trễ nhất định. Do đó, năm 2025 sẽ chứng kiến sự phục hồi rõ nét hơn của thị trường nhà ở về cả nguồn cung, chất lượng sản phẩm và mức giá bán.